không hỏi là khi nào anh còn danh. Anh nói nữa. Bây giờ đang nói là thảo luận chứ không phải là cãi nhau. Riết hồi cái chợ à. Bây giờ cái tình hình hôm nay anh gọi anh em ra đây họp á là để phổ biến cái công tác là ngày mốt là sẽ khai trương cái dịch vụ store. Thì bây giờ cái việc đó là cô đã xử lý tới đâu rồi? Dạ thì em cũng liên hệ với lại bên chủ cho trung tâm tổ chức sự kiện á, thì họ bữa nay mới gửi báo giá cho em. Là những hạng mục mà chuẩn bị cho ngày khai trương thì tổng chi kinh phí là bên báo giá là 13.544.000. Rồi cái chi phí đó cũng đã 15.544.000 đó, 13 triệu hả mấy? Chưa có thì bây giờ anh em coi tháng sau có góp ý cho nó đi. Có cần thêm bớt hay là điều chỉnh điều gì không? Em xin có ý kiến thế này. Là báo cáo anh về anh em là em thấy để cái quy mô của tiệm trai đẹp của mình nó cũng không lớn lắm. Mà để bỏ ra 15 triệu tổ chức một buổi khai trương á thì em thấy hơi lãng phí. Chẳng tha mình thu nhỏ cái buổi khai trương này, nhưng mục nào cần cắt giảm được thì mình cắt giảm. Còn lại số tiền đó thì mình có thể làm từ thiện. Thì em thấy có ích hơn là để nó hoang phí thế này. Định hướng của bên mình á, mảng nào cũng là làm lớn cả. Thì cái việc mà tìm để, cái shop thời trang đấy là nhỏ hay là lớn á, thì khi mà anh triển khai ra thì cũng muốn là truyền thống nó phải làm bài bản để mà mình còn đánh về mạng online được mà. Nhưng mà theo anh á, anh vẫn muốn là tạo cái giá trị nhân văn hơn. Thứ nhất là những cái mình có thể gọi gọn lại nhá, những cái truyền thống mình có thể làm theo phương thức khác. Thay vì là em hạt tho nhảy múa làm mong em, thì giờ em có thể đi làm để anh nói rất là em có thể đi làm từ thiện, xong rồi quay những video đắng. Có phải khi đó em cũng vừa giúp được người khác khó khăn hơn mình. Thứ hai nữa là em cùng đưa đến cho người ta biết là Đình Vũ Store là tiền giấy như thế nào, đúng không? Cái công tác mà mình đi từ thiện đó là lâu giờ mình vẫn đang duy trì rồi, cái việc gọi là diễn ra hàng tháng. Còn đấy là khi mà mình chuyển nhưng mà vấn đề là anh thấy là với một quý một tiền giấy như thế này mà để bỏ ra 15-17 triệu để làm một buổi khai trương là anh thấy quá lãng phí. Không cần nhất thiết phải làm mau me như vậy. Bây giờ anh nhìn thấy dòng trong hàng mục mà em gửi đó, đâu có khoản nào mà có thể lược bỏ được. Sáng lại không lược bỏ được. Em thử đọc đi, sáng lại không lược bỏ được. Ví dụ nhá, anh hỏi em này, cái tiệm giày mình đâu phải lớn để nồi mà hồi trường khách sạn gì mà phải thuê ca sĩ, thuê bi dí về nhảy. Nhưng mà mình có thể mục đó để mà mình thu hút những cái thu hút ra em có thể bài. Anh hỏi em nhá, mình bỏ ra 1.200.000 để thuê một MC, nghĩa là MC đó phải là MC hoạt nào. Sao lại không hoạt nào em? Nếu mà MC một MC bình thường á, làm đâm cửa nha, làm tấn giá, họ chỉ lấy từ 300 đến 500 nghìn một buổi thôi, trong vòng 2 tiếng đồng hồ thôi. Còn đấy mình đã bỏ 1.200.000 ra để thuê một MC về á, thì người đó phải biết dẫn dắt chương trình, phải biết hoạt nào, phải biết tổ chức ra những mini game để thu hút người xem. Anh lúc nào là muốn cái tốt đẹp là ở bên anh hết, còn những cái gì mà những cái phong cách mà làm tốt hơn anh là anh không nói là khi nào anh cũng danh. Anh nói nữa, bây giờ đang nói là thảo luận chứ không phải là cãi nhau. Riết một cái chợ à, anh đang nói các anh em đưa ra ý kiến để góp ý cho buổi khai trương nó hoàn thiện hơn, nó tốt hơn và nó rực rỡ hơn, chứ không phải nói là anh em lục nội bộ và anh em cãi nhau. Vấn đề bây giờ chỉnh góp ý là đúng, nhưng em đẩy cái tôi lên cao quá. Em không, em góp ý với tinh thần là trên tinh thần là xây dựng góp ý, chứ nếu mà mình đẩy cái tôi mình lên nó sẽ ra là cãi nhau ngay. Thì ví dụ như mình khi mình góp ý là mình đặt địa vị nè, hiện tại bên karaoke có phải là em đang quản lý không? Thì bên thời trang là bộ quản lý. Thì bây giờ anh em nào quản lý thì tâm lý con người mà ai cũng muốn được tự hào, ai cũng muốn nói cho những người thân yêu của mình, những người ủng hộ mình biết là mình có một cái chút gì đó trong cái sự nghiệp này. Thì cái việc Vũ nó muốn tổ chức một cái buổi khai trương nó hoành tráng thì cũng là điều dễ hiểu, đúng không? Thì cũng như sau này em làm bên karaoke cũng vậy, em cũng có người thân yêu muốn mời lên để khai trương. Còn cái việc em nói bên karaoke 6 tỷ 7 tỷ còn bên này có 1 tỷ là em nói sai hoàn toàn. Tại vì em hiểu là 6 tỷ 7 tỷ cũng là tiền của tập thể, cô 1 tỷ cũng là tiền tập thể. Anh em đã tin tưởng giao cho em bên karaoke 6 tỷ, 7 tỷ, 10 tỷ là đã dành sự tin tưởng cho em rồi, thì trong đó là cũng có sự tin tưởng của Vũ, đúng chưa này? Mà bây giờ em cứ lấy cái số tiền bên em, ý em nói là quản lý cái mạng lớn thì em được làm hoành tráng, còn Vũ làm nhỏ là không được hoành tráng thì cũng đúng. Đúng, nhưng mà khi nào đó anh em vui vẻ nói chuyện với nhau. Còn nếu mà em đẩy lên câu chuyện là có sự so sánh, anh em nó sẽ bắt mạng mà buồn, được chưa?
cho nên hôm nay việc này là ngưng không nói nữa. Còn bây giờ Trung, giờ đó em làm marketing em đã nhận được cái bản báo cáo của Vũ về cái sự kiện khai trương chưa? Dạ. Bây giờ em góp ý thì coi là cái đó cần đi, có cần cắt bỏ gì không? Tại vì em là bên marketing bên truyền thông, thì cái đó em sẽ em hiểu hơn Vũ với Chỉnh, với lại em là đứng ở giữa luôn, thì em sẽ cho một lời nói công bằng để các anh em xử lý làm sao. Thì như nãy anh chị nói cũng đúng á, MC mình đã thuê tới 1,2 triệu rồi, thì bản thân MC phải làm được cái hoạt náo trong cái buổi sự kiện đó luôn. Thì không nhất thiết mình phải thuê thêm ca sĩ, dàn âm thanh hay BG gì cả. Đó, thì mình sẽ cắt giảm đi cái phần ca sĩ đi nè. Rồi. Còn BG á thì mình xem xét nha. BG nha, BG thì bây giờ anh nói như thế này là bên chị là có mấy bé, nói chung là mình spa cũng khá là dễ thương. Thì hôm đó anh sẽ nhờ chị sẽ cử cho hai bé đứng để làm BG, thì bỏ luôn BG đi. Thứ nhất là mình được tiết kiệm được chi phí, thứ hai nữa là có sự giao lưu tương tác giữa các cái thành viên trong công ty. Thì bên spa thì thường bên mình anh em mình á là em biết rồi, là bên nữ bên nam thì thường là sẽ ít có sự tương tác. Thì nên những cái nhân dịp cơ hội này nè, có những cái sự kiện mình tăng giao lưu, thứ nhất là thể hiện cái sự đoàn kết, thứ hai là có sự tương tác, biết đâu trong tụi mày mày nhưng tèo rồi này, ăn rồi chưa có người yêu nè, mấy bé bên đó nó chưa có người yêu, thì biết đâu được có cái sự tương tác đó, thì có khi mấy đứa lại quen nhau thì sao, nó càng tăng thêm sự gắn kết của công ty. Thì bây giờ chốt bài là như vậy. Thì bây giờ thống nhất, bây giờ nãy Trung nó nói như bây giờ ca sĩ với BG là bỏ, thì em Vũ thấy sao? Dạ thì nãy mà là đó là sự thống nhất của tất cả anh em thì không, bây giờ thống nhất với anh em nhưng mà em thấy hợp lý hay không? Dạ thì khi mà anh chị phân tích như vậy thì em cũng thấy đúng rồi. Ừ, thì coi bây giờ anh nói luôn, cái này coi như chốt là như vậy nha. Thì chỗ này Vũ chốt lại đơn với bên tổ chức sự kiện. Còn vấn đề anh nói lại cuối cùng, anh em góp ý trên tinh thần xây dựng, chứ không phải đề hiện cái tôi ra ở đây. Tại vì tất cả là một gia đình, bên cây là chỉ là một cái tên thôi, còn lại tất cả là con người ở trong đó mới là cái linh hồn. Hiểu chưa? Chứ không phải là tôi làm bên này, anh làm bên kia, rồi sau này 4, 5, 6, 7 mảng nó phải một mảng đâu. Thôi vậy đấy, anh em đi làm thì làm đi nha. Dạ. Dạ thôi.